Khoảng 17 giờ chiều qua, tại thôn 4 xã Hạ Lễ, huyện Ân Thi xảy ra vụ đuối nước thương tâm. Nạn nhân là một bé trai 3 tuổi, do chơi một mình, sẩy chân rơi xuống ao gần nhà. Ngay sau đó, người dân phát hiện và chi hô, gia đình đã đưa cháu lên trạm y tế xã và chuyển lên bệnh viện tuyến trên cấp cứu, song cháu đã tử vong. Được biết, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã xảy ra 12 vụ tai nạn trẻ em bị đuối nước, trong đó tính từ đầu kỳ nghỉ hè đến nay có 8 trường hợp.